Hello, xin chào anh em, mình là Lê Phê đây. Chào mừng anh em mà đến với chào mừng các bạn đến với cái trò chơi tên là Công viên khủng long Lego. Đây là mình hả các bạn? Đấy, đây mình đấy. Đây là một cái trò chơi mà tất cả mọi thứ trong thế giới này toàn bằng Lego không các bạn à. Và nếu mà anh em là một fan của Lego á, chắc là các bạn thích chơi đồ ráp á đúng không? Đấy mà mình vừa mới tìm ra được cái game hay không các bạn? Ok, và bây giờ mình đang có một cái nhiệm vụ là đi tìm một cái móng của con raptor, sau đó là mình sẽ hoàn thành cái bộ xương thứ ba ở trong cái chuỗi nhiệm vụ luôn á các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đạp cái này để mà lượm Lego các bạn, lượm Lego. Oh, đạp hết luôn các bạn ơi, Lego nhiều quá các bạn ơi. Ok, lượm tiền, lượm tiền. Đấy, anh em chơi xuống không? Ok, lắp ráp Lego, lắp ráp Lego. Ok, mình lắp hay quá các bạn. Gì vậy? Oh, mình vừa lắp ra được một chiếc xe Lego các bạn à. Bấm chu. Bấm chu nữa. Ủa sao không được? À, ok, bây giờ nhảy lên chiếc xe điều khiển xe các bạn ơi. Xe gì đây vậy? Oh, xe đào đất các bạn à, xe đào đất. Ok, đào đất đi. À, nó vừa đào ra được một đống Lego. Ok, lượm tiền, lượm tiền. Bấm chữ K vô đây. Oh, lấy đồ xúc rồi các bạn ơi. Oh, thì ra là nó xúc thêm một đống mảnh Lego nữa các bạn. Mấy cái mảnh đây giờ sao? Bấm chữ K. Oh, nó lại lắp ráp. À, thì ra là một con khủng long Lego nữa. Gì đây? À, mình đã lượm lên được, tìm được cái móng của con raptor rồi. Yeah, yeah. Em quái các bạn ơi, trò này chơi nói chung là mình thích Lego từ xưa rồi. Ok, bây giờ nó kêu mình làm gì? Bấm chữ U hả? À, đi qua bên kia các bạn. Đi qua bên này nè. Hình như là, à mình hiểu rồi, mình hiểu rồi các bạn ơi. Mình phải lấy cái móng vuốt của con raptor á, xong mình cưa cái này. Mình cưa cái này cho cái thùng Lego rớt xuống. Ok. Ô, dễ dễ dễ, cưa, hay lắm. Ồ, cái thùng Lego rớt xuống rồi. Ôi, bây giờ lợi dụng cái thùng Lego mình nhảy lên trên đây. Hay lắm các bạn à. Ôi, phơi. Ok, đập Lego. Đố các bạn mấy người kia đang làm gì á? Đang tìm kiếm mẫu hóa thạch khủng long á các bạn. Trò chơi này là công viên khủng long mà, công viên Lego mà, khủng long mà. Ok, đập Lego hết, kiếm tiền. Oh, thì đây là một bản vẽ. Một bản vẽ của một cái máy gì á các bạn. Nó bị thiếu mảnh rồi, ok. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ đi tìm mấy cái mảnh. Lượm trong cái đống Lego này chứ đâu. À, cái gì đây vậy? Oh, cái đó là hình như là phải cần chiếc xe để thục vô các bạn. Ok, bây giờ đi kiếm một cái bánh xe và một cái cán rồi các bạn thấy không? Đây, cái gì vậy? À, nó kêu mình hãy dùng cái móng của con raptor á. Ok, cắt vô mấy cái cây chi này các bạn. Ông xương rồng á. Ok, ok. Cây gì cũng được, kệ nó. Bấm chữ K vô đây. À, mình đã tìm được một món rồi. Đấy, ok các bạn. Mình đã tìm được một món rồi. Bây giờ chạy qua lắp vô xi. Ôi lộn, lắp vô xi mà. Lắp vô xi. Gì ấy mất rồi. Chạy qua, à nó xuất hiện lại bên kia, hay quá. Lỡ làm rớt thôi mà, làm gì căng. Ok, bỏ cái đó ngay đây nè. Rồi, lắp cái cán vô. Tốt lắm. Bây giờ kiếm cái bánh xe ở đâu vậy? Tự nhiên thằng kia chạy qua đây đứng làm cái gì đây? Bánh, à, cái bánh xe này chắc là cái này rồi. À, quýnh bở cái xe đó, lấy cái bánh xe.
Ok, gắn bánh xe vô đây. Hay lắm, vừa đủ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bấm nó U vô. Rồi, di chuyển cái xe thục qua bên đây. Ok. Đúng không? À, phải thục chỗ đây nhiều lên các bạn ơi, thục chỗ đây nhiều lên. Mình tạo ra những cơn địa chấn các bạn. Được chưa? Đập hết chỗ này luôn. Ok, đập bể chỗ liên ngôi đó rồi. Sao vẫn chưa được vậy? Ok, đập hết chỗ Lego này rồi mà. Hình như là phải qua bên này nữa các bạn, đập nhiều lên. Rồi ok, à bên đây cái chỗ thằng này nữa, đúng rồi, ok. Thì ra là vậy. Sau khi là mình rung đất á, là nó mới phát hiện ra được cái mẫu hóa thạch có ở dưới á các bạn. Để cho mấy tụi nó là kiếm hóa thạch á. Ở trên cao có một người mới đi máy bay xuống, là một ông cụ già. Hình như là cái ông đó là tiến sĩ các bạn. Gì đây? Cái một chiếc xe nó bị ngã xuống các bạn. Rồi giờ mình xuống xe đây đi xong rồi. Nhảy lên đây đúng không? Không được. Bây giờ mình bấm cho U đây. Mình chuyển nhân vật thử. Ok, vì đây là trò chơi có thể chơi một người hoặc hai người mà. Rồi, nó rớt một đống đồ rồi. Bây giờ làm sao? Bấm chưa U? Lắp ráp. À, thì ra là mình sẽ lắp ráp một cái bập bên. Một cái bập bên các bạn. À, ok, nhảy lên đây. Đập hết lấy Lego luôn. Lấy Lego để lắp ráp. Phá hoại cuộc sống luôn. Ôi các bạn có con nhện Lego kìa. Con nhện Lego đẹp quá. Ôi thằng kia nó đang đi tiểu kìa các bạn. Thằng kia nó đang đi tiểu kìa. Ai cho mày đi tiểu vô đây. Không cho đập bể nhà vệ sinh luôn. Gì đây vậy các bạn? Bấm vô ke. À, lắp ráp cái nhà gỗ. Ok, bây giờ làm gì đây? Ta để đi vô được cái nơi nghiên cứu. John Hammond, I own an island. Cái ông đây là cái ông mà đi máy bay xuống á các bạn. Đi máy bay xuống chỗ mình á. Our attractions will drive kids out of their minds. Ủa, ông bỏ mấy cái bộ xương khủng long vô trong kia ông. Ông nấu. To sign off on the park, I could get back on schedule. What kind of park is this? It's right up your alley. Oh, một con muỗi. Oh, ông chở mình đi đâu vậy? So you two dig up dinosaurs? Well, try to. Mình là người cầm cái móng á các bạn. You'll have to get used. Hình như là ổng chuẩn bị chở mình đi tới đảo của Jurassic World, công viên khủng long các bạn ơi. Đúng rồi, công viên khủng long đi. Chở mình tới đảo khủng long. Yes. Mình vừa hoàn thành chuỗi nhiệm vụ khởi đầu các bạn. Thì ở đây cũng là một cái tập mà tập đầu tiên nên là có nhiều cái mình không có biết chơi á, hoặc là chơi dở á, các bạn nhớ ủng hộ mình nha và chỉ mình thêm để chơi nha. Cái trò Jurassic World Lego này á, các bạn có thể chơi trên máy tính, chơi trên điện thoại, chơi trên iPad luôn. Nhưng mà một điều là trò này phải mua mới chơi được nha các bạn. Và cái giá tiền của nó là 100 mấy chục ngàn hay sao á, mình cũng không nhớ nữa. Game này hay lắm á. Ok, bây giờ chúng ta đến với công viên khủng long. Đây là một vùng đảo tên là Isla Nuba. Rồi, ta đến công viên khủng long rồi. Bây giờ mình nôn nao gặp con khủng long đầu tiên quá đi.
Ok. Mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều ổn. Bây giờ mình đây, bây giờ mình đi đâu đây? Bây giờ tôi phải đi đâu? Tôi phải đi khám phá ở đâu? À, cái này là con tàu điện ngầm này các bạn, ghê vậy. Đập mấy cái này kiếm Lego. Để cho Lego mà mới có Lego chứ. À, ấy. Nó có mấy cái Lego màu xanh đây là nó kêu mình đi theo cái hướng đó các bạn. Thì ra là vậy. Ôi, đừng có chị. Ôi. Đấy, đi theo hướng Lego nè. Cái gì đây? Ôi, lộn, xin lỗi. Nó kêu mình bấm M để coi map. Ồ, đây là một vùng bản đồ rộng lớn của công viên. Bây giờ đi theo chỗ này. Ồ, chúng ta hãy follow theo những cái màu xanh để mà biết của trò chơi. Rồi, cái màu xanh đó là, à, đi trên đây nè. Xe lắm các bạn ơi, mình đi xe đi. Rồi ok, lên xe, tất cả lên xe. Mình chở như cái mà người yêu của mình trên xe cùng với ông, cái cùng với ông lão. Rồi ok, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Rồi đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tới chỗ nhiệm vụ đầu tiên. Tới chỗ đây là có mấy cái con người tay kiểu như là đứng cạy cửa. Có một người đang bị kẹt cửa ở trong. Có một thằng đang bị kẹt cửa ở trong, một thằng Lego. Ô, mình đạp hết mấy cái Lego luôn. Mình kiếm Lego mà. Thằng kia nó bị kẹt ở trong rồi. Thì sao tụi mày không mở cửa ra? Hình như mấy thằng đó là công nhân á, nó không mở cửa được đâu. Công viên khủng long mà, đâu phải ai cũng mở được thôi. Khủng long nó đi ra ngoài, nó cắn người ta hay sao? Lão xin lỗi, xin lỗi. Ok, đào Lego. Đào lấy gì kìa? À, lắp ráp vô cái trụ. Cái trụ điều khiển. Bấm vô. Mình không có điều khiển được các bạn, mình không biết password. Mình phải nhờ vào cái thằng này. Đúng không? Bấm chữ U. Cũng không được luôn, ông về mới được. Ông về mới được, bấm chữ K. Rồi, chỉ có ông về mới biết mật khẩu thôi. W-E-X. W-E-X. Rồi, hay lắm. Ông về, ông mới biết mật khẩu, chứ mấy người kia không biết mật khẩu. Rồi, thằng kia nó thoát rồi á. Rồi, đi, bữa sau làm cẩn thận nha. Mình trở lại là mình cái đã. Mấy công nhân bữa sau cẩn thận nha. Cái ngày bị kẹt là khủng long ăn thịt đấy. Chứ không phải là muốn làm ăn người như nào cũng được đâu. Ok, bây giờ sao nữa? Bây giờ nhiệm vụ kêu mình đi vô trong đó thôi các bạn. Lên xe. Ok, đi, tao đi trước nha. Rồi ok, mình đi vô công viên các bạn. Your investors whom I represent are deeply concerned. Đâu, đúng rồi, cái mày con chuẩn bị đi vô công viên rồi, con chưa thấy khủng long ở đâu hết. Ủa, cái mày khủng long đâu, thấy con khủng long Lego nào đâu. Alan, this species of Veriformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is a hunter's thing. Khủng long bự chứ các bạn, khủng long Lego đây. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy con khủng long ở trong khủng long luôn á, trong công viên luôn á. Wow, nó bự vãi tè. Bự vãi tè luôn các bạn. Trời ơi, con khủng long của chúng ta quá bự. Nó có phải là một con dino sâu không? Đúng rồi, nó là một con khủng long đó, hỏi cái gì? Ôi ơi, nó ăn kìa. Mày léo. Nó quá bự. T-Rex? Ở trong công viên này còn có T-Rex nữa. Chứ không phải là chỉ có con đó không đâu. Con khủng long cổ dài không đâu. T-Rex sợ quá. No. Chào mừng các bạn đến với Jurassic Park Lego. Ôi, có mấy con parasaur kìa. Quá đẹp các bạn. Phê. Cái ông này là ông tiến sĩ á các bạn. Ông tiến sĩ á. Wow, các bạn thấy game hay không? Nhớ cho một like nha anh em.
nhớ cho một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Tập 1 mà mình mới chơi không biết chơi đâu. Ok, đi lòng vòng tham quan khủng long chơi. Mấy con khủng long nó đi uống nước rồi nè. Wow, nó bự vô. Wow, mình có thể ở trong thế giới này hoài luôn cũng được. Mình nghe nói sau này là nếu mà chơi nhiều á là có thể lai tạo khủng long, kiểu như ê tôi rớt ê tiêu, mình có thể lai tạo khủng long á và ra những loài khủng long đột biến nữa các bạn, đúng không? Mình cũng không, mình cũng mới cho à, nhưng mà mình thấy thích nó anh em ơi. Ok, khủng long bạo chúa đâu rồi? Wow, con này là con khủng long bự nè. Nó bự quá, nhưng mà mình lại gần nó là nó biến mất nha, kiểu như là nó chỉ đứng ở đó thôi. Ồ, mình sẽ chạy ra cho các bạn coi. Ôi nó bự quá, nó bự quá. Ôi ôi no. Đây là đâu vậy? Ồ, đây là hang động bí mật á, sau này mới vô được. Vui quá, nhảy té xuống ao luôn các bạn. Ồ, khủng long này, mình leo lên khủng long được không? Không có được. Thôi bây giờ mình đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Một ngày nào đó ta sẽ lai tại khủng long. Oh, no no, ok. Thằng kia kìa. Không phải, không ở đổi nhân vật, đúng. Rồi, đi thôi. Ok, lên xe hết đi. Cái này tất cả mọi thứ đều bằng Lego nha. Ồ, chúng ta đi qua một cái cửa tiếp. Ồ, chuẩn bị có T-Rex rồi các bạn. Cái cửa đây á, nó đã bị hư rồi. Cửa nó bị hư rồi. Bây giờ sao? Nhảy lên trên đây. Ồ, mình nhảy không nổi các bạn ơi. Đổi nhân vật. Hy vọng đứa con gái này nhảy lên nổi. Ok, hay lắm. Lộn lộn, xin lỗi chị, xin lỗi chị. Ôi, chậu quýnh bể. Ok, lắp rép, lắp rép, lắp rép. Cái cửa này bị hư rồi. Cái gì đây, cái gì giống hóc đây, đập bể luôn. Mỗi nhân vật Lego lại có một công dụng riêng nha các bạn, chứ không phải là phế hết đâu nha. Mình đây. Bởi vì các bạn biết sao mình chuyển qua nhân vật này không? Bởi vì mình chuẩn bị cắt cái sợi dây á các bạn. Ok. Rồi, tốt lắm. Rồi, mình nhảy không qua, đưa con gái nhảy. Rồi, đập mấy cái này đi. Rồi, bấm chữ K lắp ráp. Ok, cuối cùng là lắp ráp Lego thành công. Cổng cũng để mở. Mình đi vào sâu trong công viên hơn nữa. Có nhiều cổng lắm nha các bạn. Rồi, tốt rồi. Ô, bây giờ là để chị chở luôn cho mấy cái mấy anh ơi. Để em chở luôn cho. Từ từ các bạn ơi. Quay đầu xe lại, quay đầu xe lại đi. Wow, wow, wow. Thấy tao chở ghê chưa? Thấy tao chở ghê chưa? Oh, ok các bạn, đây một con sông đẹp quá. Rồi, tới chỗ làm nhiệm vụ rồi. Một con sông đẹp quá, đổi nhân vật thôi các bạn. Trở lại làm mình thôi. Trở lại làm mình thôi. Đi vào học viện nghiên cứu khủng long. Wow, hấp dẫn quá các bạn. Ok, thì chúng ta vừa mới vượt qua cái một cái nhiệm vụ mà khởi đầu của khủng long, và mình đang ở trong cái phòng nghiên cứu. Rồi. Ở đây bộ cốt khủng long rất là bự, chắc của con T-Rex á. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về DNA, những mẫu DNA
gọi là mẫu gen các bạn, những mẫu tiến hóa của khủng long. Con muỗi chích vào khủng long các bạn. Sau đó người ta lấy cái mẫu nghiên cứu mẫu DNA đó, rồi người ta chế tạo nghiên cứu ra một quả trứng. Oh, wow, trứng khủng long ấy các bạn. Ê, khủng long nở. Con raptor ấy. Thì ra đây là con raptor á. Ok, dễ thương quá các bạn. Khủng long con. It's a velociraptor. Thì ra người ta, những cái người Lego người ta nghiên cứu khủng long vậy á các bạn. They're lethal at 8 months, and I do mean lethal. I've hunted most things that can hunt you, but the way these things move. Ok, chắc có lẽ là clip của mình sẽ dừng ở đây nha. Chúng ta sẽ lại làm nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng mà tập 1 thì đến đây thôi các bạn. Tập sau thì mình sẽ nghiên cứu cách để mà kiểu như là nuôi khủng long, tiến hóa khủng long, lai tạo khủng long nha các bạn. Chứ còn làm nhiệm vụ không nó chán lắm anh em ơi. Bye bye anh em và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Đừng quên để lại suy nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Ui, cái con bướm Lego nè. Con bướm Lego à, nó bay rồi. Ok, thôi làm nhiệm vụ nó rất là mất thời gian. Bye bye các bạn nha. Hy vọng anh em sẽ thích series này.